Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Hà Nhật Quang Trường. Vâng, hôm nay em sẽ lại tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác một live nấu cơm. Và cũng như tất cả các video trước thì em đều giới thiệu đến tất cả các bác cái mẫu đổi nguồn mà bên em đang bán để cho các bác đây. Thì những cái đổi nguồn này nó sẽ chuyển từ điện 220 ra 110V nhé, để các bác sử dụng được những cái thiết bị nội địa Nhật, ví dụ như là nồi cơm này. Đấy, công suất của thiết bị này thì nó là 2 kVA. Đấy, 2 kVA thì các bác sẽ dùng được rất là nhiều các thiết bị khác nhau. Đấy, công suất mà nó đạt ra được khoảng tầm 1700W, thì cứ những cái thiết bị nào mà dưới 1700W là các bác sẽ sử dụng được nhé. Ngoài ra bên em còn bán cái mạch này. Mạch này là mạch chống các nhầm điện. Nếu mà bác nào mà mua lồi bên em thì em sẽ hỗ trợ lắp đặt với giá nó là 120.000 một bộ này nhá. Cái bộ này công suất của nó là 3.000 VA cơ. Các bác có thể là lắp được máy giặt, tủ lạnh hay là nhiều thiết bị khác, đó tùy nhé. Cái mạch này cái nhiệm vụ của nó là như này. Nếu các bác mà cắm sai điện 220V thì nó sẽ báo còi và không cấp nguồn cho thiết bị hoạt động. Đó, đơn giản vậy thôi, cắm đúng điện thì nó chỉ báo tít một cái là sau đó là mình sẽ sử dụng như bình thường, rất là an toàn. Mạch này là 120.000 nhá. Em sẽ hỗ trợ lắp đặt là một này. Và cái biến áp này thì em có hai mẫu. Đấy. Đây là biến áp của bên standard nhé. Mẫu này là mẫu tròn nhé, rất là nặng. Trọng lượng của nó đến khoảng tầm gần 7 cân ấy. Đây là mẫu tròn. Bác nào mà thích một kiểu mẫu dáng mà nhỏ gọn một chút thì mình có thể là sử dụng cái biến áp tròn này mình để trong nhà. Đấy. Và hoặc là biến áp vuông. Đây là mẫu biến áp vuông, vỏ bằng kim loại, cũng rất là chắc chắn này. Đấy, có công tắc. Rồi. 550.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Trọng lượng rất là nặng. Tất cả em sẽ đóng vào xốp em gửi cho các bác, đóng vào trong thùng xốp cẩn thận. Rồi, cái mã đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác. Trong một cái line này thì sẽ có lồi nửa nít này và lồi 1 nít. Đấy, cũng như là lồi nít 8. Lồi nít 8 thì khả năng line này sẽ không có các bác nhé. Chỉ có lồi nửa nít và 1 nít thôi. Mã đầu tiên em lên cho các bác đó là một chiếc lồi Parasolic nửa lít, rất là nhỏ gọn và xinh. Đây các bác thấy này. Đó, màu trắng nhá. Parasolic. Con này nó sản xuất là năm 2015 nhưng mà thực tế nó mới như chưa sử dụng. Tất cả các phím chức năng hoạt động rất là tốt. Đây, đã vào lấu nhá. Cái dung tích của nó là 0.54 lít thì với dung tích này sẽ phù hợp cho khoảng tầm 2 người ăn nhá, 2 người. Con này thì thực tế là về là em không vệ sinh. Đó, em chỉ lau qua một chút thôi. Tại vì nó quá là mới luôn, như chưa sử dụng. Đó. Đây các bác này. Đó, một cái gioang gọi là không có một vết gì luôn ạ. Xoang nhá. Xoang ngoài này. Xoang ngoài tráng gương này. Rất là đẹp. Lòng xoang con này thì không có một vết. Không một vết gì của hiện tượng là việc sử dụng nhá. Không có một vết gì của việc sử dụng cả. Quá là đẹp luôn. Dòng nửa lít mà đẹp như vậy thì rất là hiếm, cực kỳ là xuất sắc từ trong ra ngoài. Đây. Cũng rất là nhiều các chế độ lấu này. Gạo trắng, gạo không vo này, có gạo lứt và gạo lứt nảy mầm. Chế độ lấu thường, nấu nhanh. Đó. Đây phần nắp hơi. Rất là bóng đẹp. Hâm cơm vào lúc này nhé. Chiếc này là mã số 1. Đấy, mã số 1. Em bán giá 1.3 triệu nhé. 1.300.000. Dòng này thì rất là hiếm. Nồi nửa nít thì thực tế là nó về cũng đợt này thì cũng có khá nhiều, nhưng mà đẹp như này thì hầu như ít lắm các bạn. Hầu như không có. Rồi, một chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai em đây cho các bác đó là một chiếc Tiger cao tần nhé. Tất cả lồi em bán là từ lồi cao tần trở lên. Dòng Tiger thì nó sử dụng cái dây dạng dây nam châm hít như này, cũng rất là chắc này các bác này. Đó. Tiger. Con này nó lấy theo một cái mẫu của Tiger Tacoc đấy. Ok, đã vào chế độ lấu nhá. Tắt ở bên đây. Menu bên đây nữa này. Hẹn giờ đầy đủ, đều có hẹn giờ hết. Con này thì xoang cũng rất là đẹp các bạn. Đó. Xoang đẹp tuyệt vời luôn ạ. Nồi lửa lít. Chiếc này nó cũng sản xuất năm 2015. Dung tích của nó là
0.54 lít các bác nhá. 0.54 lít. Đây. Phần gioăng thì đẹp tuyệt vời luôn à. Đó. Mọi chức năng hoạt động tốt. Chiếc này mã số 2 nhé. Đây là cái dây của nó. Em sẽ để trong xoong này. Thì mỗi một chiếc lồi thì em sẽ đều tặng cho các bác một chiếc mui mới, đó là mui Việt Nam. Đó, mui mới nhé. Chiếc này mã số 2. Mã số 2 bán giá 1 triệu nhé. 1 triệu này. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 sẽ là lồi 1 nít. Đây các bác sẽ thấy rằng đây nó là một chiếc palavan dài phun sương mù ẩm. Đấy, màu của nó thì cũng rất là đẹp. Đó. Xung quanh màu đen. Rồi, chiếc này thì sản xuất 2019 nhé. 2019. Đẹp xuất sắc luôn. Đó, toàn bộ là hàng lướt. Các bác tìm đến kênh của em thì nói chung là các bác sẽ thấy được toàn bộ những cái hàng của em bán. Toàn bộ là hàng lướt, hàng còn rất là đẹp. Đó, mới khoảng tầm 95-98% đều có các bác nhé. Đấy, đầy đủ các kiểu dáng mẫu mã khác nhau, tùy từng phân khúc và cái giá tiền nó sẽ khác nhau, chứ không hẳn là vì năm sản xuất mà nó lại đắt đâu. Tất cả nó theo phân khúc hết. Phân khúc hàng tầm trung hay là hàng tầm VIP. Nấu cơm này. À đây hâm cơm. Đây là lấu này. Đó, ngoại hình không xước sát, không cấn móp gì cả. Tổng quan con này thì rất là đẹp rồi. Chiếc này là mã số 3 nha. Mã số 3 nồi 1 lít, paravan dài, phun sương bùa ẩm. Mã số 3 này. Mã số 3 em bán cho các bác với giá đó là 1 triệu 400 nghìn đồng nha. 1 triệu 400 nghìn đồng. Các bác sẽ sở hữu được một chiếc lồi rất là đẹp. Và con này cũng có chế độ nấu cơm cháy nhé. Cơm cháy paravan dài, xoang dày dặn đẹp. Vâng, nên cho các bác tiếp tục là mã này, mã số 4. Đó là chiếc nồi 1 lít của La. Dòng này là La, hay gọi là La Mắt Ngọc ạ. Có cấp bùa ẩm cao tần 50H, hai bước lấu. Và cái dòng La này thì như em thấy là rất là nhiều bác là thích sưu tầm dòng này. Ngoài việc nấu cơm ngon, và cái thứ hai nữa là nó cũng trang bị rất là nhiều các công nghệ hiện đại. Có giọng nói này, màn hình LED này. Đó, cao tần 5IH và hai bước lấu. Đó, hai giai đoạn nấu đấy ạ. Rồi, chiếc này thì sản xuất 2005 nhé. Dòng La, đã nói đến La thì nó sẽ không phải có đời cao đâu. Nó đối với lồi cơm thì nó khoảng tầm 2008 quay đầu. Và ngoại hình thì nó là vỏ nhựa này, vỏ nhựa. Đây, xoang rất là đẹp đấy các bác này. Xoang bọc đồng nhé, rất là đẹp. Đó, lòng bên trong xuất sắc. Đây phần gioăng như mới. Đó, những dòng này thì em cũng rất hay lấy. Đấy, rất hay lấy, những con nào đẹp thì em sẽ lấy về để cho các bác sưu tầm nhé. Dòng này sẽ sưu tầm rất là hay đấy. Màn hình nét, giọng nói có đầy đủ. Này là mã số 5 nhé. Mã số 5 em bán giá 2 triệu 2. Tất cả hàng em gửi là đều mã số 4 các bác nhé. Mã số 4 chứ không phải mã số 5. Rồi, mã số 4. Mã số 4 này là La nhé. La cao tần cốc lớp bùa ẩm. Đó, màn hình nét, có giọng nói. Thì cái chiếc này bán giá 2 triệu 2. Tất cả hàng là trước khi gửi đều có cọc. Đối với những lồi mà như vậy này, đó, các bác cọc cho em ít nhất 100 nghìn. Lời các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán lốt cộng phí vận chuyển, hoặc bác nào chuyển khoản hết thì em bao ship nhé. Tiếp theo em lên cho các bác đó là một chiếc San nhé. San này là 2008 này. Đó, cái con này thì cái màn hình nó rất là rộng, rất là rộng. Đấy, các bác sẽ cảm nhận được là cái tất cả các chức năng nó được hiển thị rất là rõ nét. Con này nó có 3-4 chế độ, tức là 4 chế độ này. Đây các bác sẽ thấy này, chọn nấu theo mùa xuân hạ thu đông. Đó, rất là hay đối với cái dòng San này. Và San này thì nấu rất là nhanh rồi. Đấy, nó có những cái chế độ các bác sẽ thấy rằng nó nấu rất chỉ khoảng tầm 2 mấy đến 3 mấy phút thôi. Đây, 34 phút thôi này.
Đó, ngoại hình thì cũng rất là đẹp này. Sang em mặt quỷ nhá. Nói chung cái dòng này thì nó cũng khá là nhiều các mẫu khác nhau. Mỗi người sẽ gọi với một cái kiểu khác. Đấy, còn nô em nói chung là em sẽ gọi nó là sang em mặt quỷ. Đây, đây phần cái phần nắp nhôm của nó nhé. Áp suất bi này, gioăng rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn. Đó. Đẹp từ trong ra ngoài. Dòng này thì xoang dày. Xoang dày. Đó, lòng rất là đẹp. Tất cả lồi áp suất thì em sẽ là bao xì hơi. Đấy. Và tất cả lồi em sẽ bao chín cơm cho các bác nhá. Cơm sống sượng em đổi trong vòng 1 tuần. Và đối với lồi trên 2 triệu thì em sẽ bảo hành trong vòng 1 tháng, còn lồi dưới 2 triệu thì em bao chín cơm trong vòng 1 tuần. Còn sau cái thời gian đó mà các bác sử dụng có vấn đề gì thì bên em sẽ vẫn hỗ trợ các bác nhiệt tình, các bác yên tâm. Còn tất cả lồi em đã test ok rồi. Mã này mã số 5 em bán giá 1 triệu 400 nghìn đồng nha. Mã số 5 này giá 1 triệu 400 nghìn đồng. Đấy, từ phần trong nắp hơi cũng còn rất là đẹp luôn ấy. Lấu theo 4 mùa. Rồi tiếp tục mã số 6 em lên cho các bác, đó là một chiếc Panna cấp lốc bùa ẩm. Mã này là mã số 6 nha. Con này có lốc cơm cháy này, có eco lavi tiết kiệm điện này. Đó, ngoại hình vỏ bằng nhựa, không xước sát gì. À đây có một cái móc mui này. Đấy, nấu xong nó sẽ về cái chế độ eco lavi tiết kiệm điện này nha. Và dòng này nó có cốc lốc bùa ẩm. Đây. Cốc lốc bùa ẩm. Đó, cốc còn rất là đẹp. Gioăng cực kỳ là mềm luôn các bác này. Gioăng mềm như mới. Có độ phủ nó một lớp chống dính ở đây nhé. Đây là gioăng phụ đây, các bác sẽ thấy là gioăng còn rất là trắng. Viền inox. Dòng này nó chỉ là cao tần thôi, nhưng thực tế dòng này sang là cái phân khúc VIP rồi. Và lỗ cơm của nó rất là ngon đấy các ạ. Có cốc lốp bùa ẩm nhé, xoang đẹp. Đẹp xuất sắc. Có tất cả lồi này thì em đã test ok rồi. Mã số 6 em bán giá 2 triệu 300 nghìn đồng. Ủ cơm này. Chọn menu này. Rồi, ok. Tiếp tục mã số 7 em lên cho các bác. Đó là một chiếc Toshiba cao tần hút chân không. Rồi. Con này màu trắng này, vỏ kim loại mặt trên cũng rất là đẹp đây. Cao tần hút chân không. Dòng này thì lỗ cơm cũng rất là ngon đấy các bác. Đó. Đây. Gioăng xanh như mới. Con này thì để em xem nó sản xuất năm bao nhiêu. Đây nhá, xoang này. Xoang cũng là xoang gân nhá. Đó, xoang đẹp. Xoang đẹp rất là dày. Con này sản xuất năm 2016 này. 2016 nhá. Đó, nó cũng có một phần khóa vung nhá. Nó cũng có một phần khóa vung ấy. Bên trong thì nó sẽ có một cái hệ cơ hơi đẩy ra để khóa vung và có một chút áp suất, nó sẽ không như cái dòng áp suất bi kia, mà cái dòng này áp suất thì nó sẽ kiểu là khác nhá. Nó sẽ có một cái van hơi đẩy, để nâng cái phần cái tỷ số áp suất bên trong. Nói chung là mọi thông số thì nó sẽ nằm hết ở đằng sau này, các bác có thể là xem đằng sau nhé. Mọi chức năng hoạt động rất là tốt. Đó các bác thấy chưa, khóa vung nhá. Ủ cơm này, hâm cơm này trong vòng 9 phút này. Rồi chiếc này mã số 7 nhé. Mã số 7 Toshiba cao tần hút chân không. Chiếc này sản xuất 2016 em bán giá 1 triệu 900 nghìn đồng. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc Zuzi Yoshi Go. Dòng này nó là 2 tầng áp suất. Rồi con này ngoại hình vỏ rất là đẹp, vỏ bằng kim loại, không chảy xước, không cấn bó méo. Đây, áp suất đây. Chiếc nồi này 1 lít nha. 1 lít sẽ nấu được 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 người ăn. Gioăng đẹp. Lòng xoang đẹp. Đó, các bạn thấy lòng xoang đẹp chưa ạ? Lòng xoang Zuzi Yoshi rất là đẹp nhé. Ok, đã vào chế độ nấu này. 58 phút. Đó. Con này thì mọi chức năng nó sẽ được thiết kế nằm ngang. Và các bác sẽ thấy điều chỉnh chức năng đến đâu thì cái
chữ chức năng đó nó sẽ nhấp nháy trong màn hình. Đó là cái chế độ nó sẽ nấu cho các bác đấy. Các bác chỉ cần nhấn phím nấu là xong. Chiếc này là mã số 8 này, em bán giá 1.400.000 đồng. Mã số 8 này, cho một cái giá cũng rất là hợp lý các bạn. Toàn bộ hàng đẹp. Mã số 9 này. Rồi, mã số 9 này là một chiếc Panasonic vuông. Đấy, dòng này các bác sẽ thấy màu trắng này, mặt trên đọng những chấm bi hồng, rất là đẹp. Con này màu sắc nhìn rất là bắt mắt. Bắt mắt lắm ạ. Con này sản xuất 2016 nha. Viền ni lốc, xoang dày. Dòng này xoang dày. Em thấy dòng này được cái xoang rất là dày dặn như một số các dòng Pala vuông đời trước. Đó. Kiểu dáng thiết kế nhìn trông rất là đẹp luôn đấy ạ. Gọn gàng. Panasonic được cái là thiết kế đẹp. Ok, đã vào chế độ lấu đây ạ. Menu đây. Các bạn sẽ thấy rằng nó rất là nhiều các menu lấu khác nhau đó. Mặt không chảy xước nhá. Ngoại hình vỏ bằng nhựa nên là các bác yên tâm không sợ bị cấn móp gì cả. Chiếc này mã số 9. Mã số 9, một con lồi rất là đẹp luôn. Em bán giá 1.350.000 nhá. À đây. Em lên cho các bác đó là một cái mẫu Hitachi cao tần áp suất. Một cái mẫu dạng kiểu mới. Đây các bác sẽ thấy rằng nó bỏ luôn quai xanh này. Đó. Nói là con này nhìn trông cũng khá là độc đáo. Đấy, với một cái mẫu thiết kế như này. Đó, khá độc đáo các bác nhé. Con này sản xuất là năm 2021. Mặt trên không hề một vết chảy xước gì luôn ạ. Đây, phần nắp hơi thiết kế rất là nhỏ này. 2021 cao tần áp suất gioăng như mới. Đó, gioăng thì không có một điểm gì để chê rồi. Xoang cũng vậy. Xoang nhìn trông mới cứng luôn ạ. Như chưa sử dụng. Một con lồi quá tuyệt vời. Đó, và một cái mẫu thiết kế thì nhìn trông rất là hay. Ngày trước thì mọi người sẽ quen với một cái mẫu thiết kế là nó có quai sách đúng không ạ? Thì bây giờ thì với một cái mẫu thiết kế kiểu khác nhé. À, cái chế độ em thấy nó cũng có sự thay đổi rất là nhiều này. Đây, cũng có chế độ tiết kiệm điện này và chế độ lấu này. Đó, 87 phút. Đó, ủ cơm giúp mọi thứ, mọi chức năng hoạt động rất là tốt. Cái này em đã test rồi, bao xì hơi bao chín cơm cho các bác nhá. Con này màu rất là đẹp đấy ạ. Chiếc này là mã số 10 nhé. Mã số 10 em bán giá đâu 1.400.000 đồng. Rất là nặng, con này nặng. Mã số 11. 11 đó là một chiếc Yoshi Major. Đó, một chiếc này đời cao đây. Mặt con này quá là đẹp luôn. Để các bác nhìn này. Các bác sẽ cảm nhận thấy được là mặt con này nó không hề một vết chảy xước gì. Đấy. Và đây là lồi bãi nhé. Lồi bãi nhìn nó chẳng khác gì như nồi mới. Đúng là chủ cũ người ta không hề sử dụng một chút nào. Nên là từ gioăng này. Rồi các bác nhìn gioăng, từ kẽ gioăng nó đẹp chưa này. Áp suất bi nhé. Ui dồi ôi, gioăng đẹp tuyệt vời. Đẹp. Quá đẹp luôn. Đó. Các bác thấy, riêng những cái mẫu lồi bên em đảm bảo với các bác là 10 cái như cả 10 đều đẹp. Tại vì hầu như hàng em chọn rất là kỹ, rất là cẩn thận. Đây. Đấy, với một cái số tiền mà tầm như vậy các bác bỏ ra mua một cái chiếc nồi này thì đảm bảo là ưng ý. Rồi, chiếc này sản xuất 2017 nha. Con này nó quá là đẹp luôn. Mã 11 em bán giá đó là 1.750.000 nha. Xuất sắc. Sử dụng điện 100V công suất 1240W. Vâng, tiếp tục. Em lại lên cho các bác một chiếc Panasonic kiểu dáng mẫu mã mới. Chiếc này sản xuất năm 2021 nhá. 2021. Khá là mới mẻ đấy ạ. Giá vào chế độ lấu này, tất cả xung quanh màu đen hết. Và cái dòng này thì nó sẽ tối giản càng về sau này. Nó sẽ tối giản về một các phím và chức năng.
Đấy, làm sao để mọi người dễ sử dụng nhất. Và nó tập trung vào cơm trắng. Đấy, tập trung vào các chế độ cơm trắng và gạo lứt. Chủ đạo sẽ là vậy nhé. Đó, em thấy một số các mẫu mới bây giờ thì nó sẽ chủ đạo về là gạo lứt đây, cũng như là nấu cơm trắng. Rồi, một chiếc lồi sản xuất năm 2021. Rồi, xoang thì cũng rất là ok các bạn. Đó, đây này. Nói chung là lòng này có một vài vết xước của muôi thôi, không đáng kể đâu các bác ơi. Đó, 2021 nhé. Đó, 2021, giòn rất là đẹp. Chiếc này là mã số 13. À, 12. Mã số 12 nhé. 12, em nhìn nhầm các bạn. Mã số 12. Cái chiếc nồi này thì tổng quan ngoại hình cũng rất là đẹp. Năm 2021, so có một vài vết xước của muôi thôi. Thì chiếc này em bán giá 1.050.000 nha. Sách con san này thì rất là nặng. Rất là nặng. Đấy, em không hiểu bên trong nó có những gì mà sao nó nặng vậy. Rồi, tiếp tục mã số 13 này. 13, đó là một chiếc san điêu xoài. Chiếc này sản xuất 2011 nhé. Và dòng san này thì các bác sẽ thấy rằng tất cả của nó sản xuất từ trước đến giờ nó đều là dòng áp suất cao tần áp suất. Đó, vỏ xung quanh ngoại hình rất là đẹp. Menu chế độ lấu đa dạng, cũng có cái chế độ lấu theo mùa, 4 mùa xuân hạ thu đông. Đấy. Đây, áp suất bi doang đẹp nhé. Gioăng như mới. Cả cả gioăng phụ cũng vậy. Lòng xoang dày. Xoang 7 lớp nhé. Đây các bác sẽ thấy xoang 7 lớp này. Rất là dày lặng. Đa bạc chế độ lấu ạ. Con này tổng quan về ngoại hình con này rất là đẹp luôn. Không có cấn móp một vết nào. Vì cái dòng này là thường thường nó là vỏ kim loại, nên là việc vận chuyển về nó cũng rất dễ là bị cấn móp. Nhưng mà những hàng em tuyển chọn thì sẽ hầu như không có các bác nhé. Rồi, chiếc này mã số 12 này. Em bán giá, 13, xin lỗi các bác, mã số 13. Em bán giá 1.250.000. Mấy ngày vừa rồi thì hàng của em nồi nó về cũng khá là nhiều, nên là công việc nó hơi bận một chút. Đây là em cố gắng vệ sinh và cũng như test xong sớm để lên live cho các bác. Các bác biết đấy, thì hầu như cái công đoạn vệ sinh lồi cũng như là test lồi nó cũng mất là nhiều, rất nhiều thời gian. Tiếp tục lên cho các bác, đó là một chiếc Tiger nhé, mã số 14. Tiger Tacook. Xong con này đẹp. Đó, bác nào đang sử dụng dòng Tiger Tacook mà muốn mua thêm một chiếc nó hay là mua tặng người thân thì các bác hãy chọn Tiger Tacook nhé. Tại vì em thấy có một số lượng các bác là rất thích cái dòng Tiger Tacook này đấy ạ. Đó. Xoang đẹp, doang đẹp nhé. Sản xuất 2018 ạ. 2018. Mặt trên không xước sát gì cả. Dạng màu vân gỗ nhá. Đấy, con này thường nó thiết kế màu vân gỗ. Chiếc này mã số 14 này. Cũng có chế độ nấu cơm cháy này. Em xem một chút nha. Cơm cháy các bác sẽ nấu ở chế độ nấu thường và sau đó mình nhấn nút cơm cháy là ok. Nhấn nấu này. Đó. Mình hãy chọn đúng chế độ nhé. Cái dòng Tiger Tacook này thì em cũng đã có nhiều video. Nói chung là nhiều video hướng dẫn về cách sử dụng cái chiếc nồi này rồi. Mã số 14 em bán giá 1.300.000. Rồi tiếp tục mã số 15. Đó là một chiếc Joyosi. Đó, dòng này cũng hay gọi là dòng Zojiu Sigu, nhưng nó là thuộc dòng phân khúc đời cao. Các bác sẽ thấy rằng cái dòng này nó có một cái viền, đó, viền vàng chạy xung quanh này nhá. Vỏ trên mặt này bằng nhựa, dưới này nó là kim loại, cũng không xước xác cấn móp gì cả. Ngoại hình đẹp, gioăng xanh. Áp suất bi, gioăng quá là xanh luôn. Áp suất bi này. Kể cả từ gioăng phụ bên trong các bác để thấy này, đây nhá, từ bên trong này luôn.
và son Palatilum. Đây. Lòng son đẹp. Ngoài nó có mạ kiểu hơi sần một chút. Đó. Đẹp từ trong ra ngoài. Xuất sắc. Con này sản xuất năm 2020 nhá. 2020. Đã vào chế độ lấu. Rồi mã số 15 em bán giá 1.850.000, 1.850.000, sản xuất năm 2020. Rồi tiếp tục mã số 16. 16 đó là một chiếc Tiger Absorb IP màn hình LED. Ngoại hình đẹp. Sản xuất 2015. Mặt trên dạng kiểu màu màu xanh đá các bạn, màu xanh đá. Xung quanh màu trắng. Màn hình LED. Và dòng này thì cũng nấu cơm cháy đây. Rồi em cho các bác xem gioăng xoong một chút nhé. Đó. Đây, áp suất bi này. Gioăng đẹp. Dòng này là dòng áp suất 2 bi. Các bác sẽ để ý là 2 bi đây nhé. Bi lớn và bi nhỏ đây. Đó. Lòng xoong đẹp. Lòng xoong rất là đẹp luôn ấy ạ. Và hầu như cái dòng Tiger đó đều thiết kế cái tay cầm chống nóng, các bác có thể là bê trực tiếp ra ngoài được, sử dụng mà không sợ bị nóng tay. Con này mã số 16 em bán giá 2.600.000 đồng. Chiếc nồi 1 lít dòng VIP. Vâng. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc lồi Panasonic màu trắng. Màu trắng sữa rất là đẹp. Chiếc này sản xuất năm 2020. Và cái mẫu này là cũng là cái mẫu thiết kế mới đó của dòng Panasonic, màn hình vuông rất là rộng. Đây là các chế độ lấu hiển thị đầy đủ. Nồi đã test ok. Vỏ bằng nhựa nha các bác nhá. Con này đẹp. Sản xuất 2020. Chiếc này mã số 17. Mã số 17 này em bán giá 1.400.000 đồng. Đó, con này đẹp xuất sắc luôn. Xoong xoong. Đây. Lòng xoong này. Đó. Con này thì em đã test ok hết rồi nhá. Xoong vàng. Không hề một vết chảy xước nào luôn ấy. Quá đẹp với cái xoong này. Viền inox xoong này. Như mới. Mã số 17 giá 1.400.000 đồng. Mã số 18. Đây. Mã số 18 đây là chiếc Hitachi. Đấy. Theo những cái mẫu như là trước thì các bác sẽ thấy quai xanh này. Và vừa rồi em có lên cho các bác một cái mẫu rất là lạ đúng không? Đó, nhìn kiểu dáng của nó rất là hay. Rồi chiếc này thì sản xuất năm 2020. 2020 sau cái hàng kia 1 năm thôi, hàng không quai xanh 1 năm thôi. Đó. Giòn như mới tinh. Đó các bác thấy không? Áp suất bi. Các bác nào thích áp suất thì cứ chọn những chiếc áp suất này nhá. Giá thì cũng rất là hợp lý đấy ạ. Đây, nòng xoong đẹp. Đẹp từ trong ra ngoài nhá. Nòng xoong rất là đẹp. Đây, mặt trên không có chảy xước một chút nào luôn ạ. Ok, đã vào chế độ lấu nhá. Mã số 18. 18 này. 18 em bán giá 1.400.000 đồng nhá. Sản xuất 2020. Mã số 19. Đó là một chiếc Panavan dài màu đỏ đen. Đó, 19 Panavan dài màu đỏ đen cũng có lấu chế độ lấu cháy này. Đó, gạo không vo, gạo lứt, sản xuất 2015. Đó, các bác sẽ ngắm lại cái phần mặt của nó này. Nhìn rất là đẹp luôn. Không hề vết xước nào luôn đấy ạ. Đó, đây là gioăng nhá. Gioăng tuyệt vời. Okay, các bác sẽ thấy là từ gioăng phụ này. Đó, từ kẽ gioăng phụ. Không có điểm gì để chê. Xoong đẹp nhá, lòng xoong rất là đẹp luôn. À, đối với những dòng lồi này thì nhìn chung với cái lòng xoong mà đẹp như vậy các bác sẽ sử dụng được thời gian rất là dài. Đấy, em nghĩ rằng rất là dài luôn ấy ạ. Đấy, đây có một cái móc mui đây để cho tặng các bác. Mọi chế độ lấu hoạt động rất là tốt.
Panna van dài phun sương mù ẩm. Đây là phần nắp hơi. Các bác lưu ý là khi mình vệ, nếu mình có vệ sinh thì đừng để rơi cái phần lắp từ này nhé, không nó sẽ bao lỗi U15 ấy. Rồi mã số 19 em bán giá 1.300.000 đồng. Mã số 20 đó là một chiếc Zoriosi cao tần áp suất. Đây, cao tần áp suất. Con này thì đúng là mẫu kiểu đời cao rồi. Đó, vỏ ngoài của nó bằng kim loại nhưng của nó rất là đẹp luôn. Chiếc này sản xuất năm 2018 nha. À, chiếc này là cao tần. Xin lỗi các bác, chiếc này là chiếc cao tần 2018. Nó giống như một cái mẫu của đợt trước. Thì cũng cái phần nắp hơi như này, nhưng của nó là áp suất. Thì chiếc này là cao tần nhá. Đó, cao tần 2018. Đây, phần gioăng thì như mới rồi. Đó, dòng nồi cao tần 1 lít của Zoriosi. Xoong đẹp nhá. Lòng xoong đẹp luôn đấy ạ. Đó, 2018. Một số các mẫu đời cao thì nó cũng chỉ có thay đổi là sắp xếp lại các chế độ khác đi một chút. Và cái màu sắc thì nó sẽ tùy biến một chút thôi. Đó. Còn dường như về cái công nghệ cũng như là cái chất lượng cơm của nó thì tùy theo các đời thì nó hầu như nó giống nhau các bạn. Nó không có sự thay đổi nhiều đối với dòng Zoriosi. Và kiểu cả là kiểu dáng mẫu mã cũng vậy. Trước này là mã số 20 em bán giá 1.100.000 đồng nha. Mã số 21. Ui, sách con Panna van dài nó lặng hẳn hơn nhiều. 21 này, 21 đó là một chiếc Panasonic. Đó, màu trắng mặt trên màu bạc, sản xuất 2016. Chiếc này là Panna van dài phun sương mù ẩm nhé. Đây, dòng này em thấy rằng các bác sử dụng nấu cơm khen rất là ngon ấy ạ. Rồi, gioăng thì mới, trắng, rất là mềm. Đó, kể cả gioăng phụ bên trọng vậy. Đây là phần xoong, lòng xoong đẹp các bác nhá, lòng xoong. Đó, lòng xoong đẹp. Viền inox, ngoại hình không cấn móp méo. Các bác yên tâm về ngoại hình của em thì em sẽ chọn tối đa đẹp nhất có thể. Rồi, mã số 21 em bán giá 1.250.000 đồng. Đó, 1.250.000 đồng. Đã vào chế độ ủ cơm này, menu nấu này. Nói chung là cái thời điểm này thì bọn em sẽ cố gắng cân đối cái giá hợp lý nhất cho các bác. Vì thực tế là em làm hàng chọn nhập vào cái giá nó cũng không hề rẻ một chút nào. Em sẽ cố gắng là đi theo một cái tiêu chí, đó là hàng đẹp. Đấy, hàng đẹp để đưa cho các bác. Rồi, nên tiếp tục cho các bác mã số 22. 22 đó là một chiếc Hitachi cao tần áp suất màu đỏ. Con này thì đẹp xuất sắc. 20 sản xuất 2020. Không một vết xước gì cả ở trên mặt của nó. Hàng như chưa sử dụng. Đây. Áp suất bi gioăng mới tinh. Lòng xoong đẹp nhá. Lòng xoong rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó. Lòng xoong thì tổng quan không có xước sát gì cả. Đó, bác nhìn trong những cái mẫu xoong đời cao thì cái phần số nó đánh nhìn trong cũng có sự khác biệt một chút. Đó, đối với dòng Hitachi. Màu đỏ đẹp nha các bác nha. Đây, đã vào chế độ nấu đây. Đó, màu đỏ đẹp, không xước sát, không cấn móp gì cả. Có chọn các chế độ gạo này. Gạo trắng, gạo không vo, gạo lứt này mầm. Nói chung là rất nhiều cho các chế độ. Và cũng có hẹn giờ. Hitachi cao tần áp suất. Chiếc này mã số 22 bán giá 1.500.000 đồng. Lên cho các bác một chiếc Tiger. Đó, một chiếc Tiger đầy cao. Dòng vỏ nhựa, cao tần áp suất 1 bi nhá. Dòng này thì có hiện phút lấu. Chiếc này sản xuất năm 2021. Đó, 2021. Đây, cái thời điểm cách đây cái năm 2021 ấy,
Đầu năm 2021 thì em thấy rằng trên trang Nhật cái mẫu lồi này bán rất là đắt. Đó, em thấy cái giá trị bên đấy họ bán rất là đắt. Nếu mà thường thường nếu mà cả phí về đây nó giá thành nó khá là cao. Nên là ở những cái năm đó em có làm hàng đấu giá Nhật nhưng mà vẫn không thể làm được cái hàng này. Đó, và hiện tại bây giờ là nó có hàng bãi rất là nhiều và đẹp. 2021 son son như mới. Vỏ bằng nhựa. Cao tần áp suất. Ở đây áp suất bi của nó, áp suất 1 bi đây nha các bác nha. Áp suất 1 bi này. Đó. Và cái phần mặt của nó thì một cái mẫu thiết kế đời mới, nhìn kiểu dáng rất hay. Các bác sẽ bấm chọn menu đến đâu thì cái chế độ đó nó sẽ hiện phút lấu đến đó nhé. À, để các bác có thể vào tùy chọn nhanh. Đó, dòng mới này quạt nó chạy rất là khỏe này, tản nhiệt cho lồi tốt. Rồi một chiếc Tiger áp suất đời cao. Chiếc này là mã số 23. 23 này. 23 em bán giá 2.850.000 đồng nha. Đó, một trong cái mẫu lồi áp suất VIP của Tiger. Có quai sách. Và đây là dòng áp suất 2 bi không quai sách. Và dòng này sản xuất 2017. Chiếc này màu trắng. Mặt trên vân caro. Dập lồi rất là đẹp. Sản xuất 2017. Có lấu cơm cháy đây. Đã vào chế độ lấu. Khi lấu thì đèn đỏ này sẽ dừng nhé. Ủ cơm các bác ấn giữ nguyên này. Đó, đèn vàng lên là ủ cơm này. Rồi, áp suất 2 bi. 1 bi lớn, 1 bi nhỏ và một cái van áp ở đây. Và các bác thấy là cái gioăng này này. Gioăng đẹp tuyệt vời luôn đấy. Xoang sần nhá. Dòng này xoang sần. Xoang sần. Đẹp long lanh. Đấy, cái dòng xoang sần này em thấy hầu như đến khoảng tầm đến 99% nó còn đẹp như mới. Rồi, mọi chức năng đã test hoạt động rất là tốt. Chiếc này là mã số 24. 24 này, em bán giá 2.650.000 đồng nha. Mã số 25 là mã số cuối cùng video của ngày hôm nay. Hôm nay cho các bác đó là một cái mẫu pana xoài. Mẫu này là sản xuất năm 2011. Đó. Sang 2012 gần như là hết rồi các bác. Ngoại hình không cấn móp méo gì cả. Vỏ bằng kim loại. Cao tần áp suất. Đây, áp suất 1 bi. Và các bác sẽ thấy rằng là cái gioăng của nó này. Nó chẳng khác nào cái gioăng mới cả. Đấy. Từ cái phần lắp bên trên này nhé. Và nó cũng được mạ màu vàng luôn. Thì đồng nghĩa với cái việc là cái này là cũng là xoang màu vàng nhé. Đó. Xoang màu vàng. Ui dồi ôi, nó dày lặng. Con này thì em thấy nó ghi đây là 7 lớp này. Cầm rất là dày lặng. Lặng chịu tay. Đây là phần lòng bên trong của nó. Các bác sẽ thấy là nó có một cái vành màu vàng này nhé. Đó, một cái vành màu vàng này. Đẹp xuất sắc rồi đối với con này. Dòng này thì lấu cơm rất là ngon. Rồi mã số 25 này em bán cho các bác với giá đó là 1.600.000 đồng nhé. Rồi 1.600.000 đồng. Màu trắng. Lòng vàng rất là đẹp. Panasonic. Ở trong video ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác đó là 25 mã mẫu lồi. Thì 25 mã này thì cái mức độ giá thì nó cũng khác nhau. Và đầu video thì có hai mã đó là nồi nửa lít, còn lại là tất cả nồi 1 lít hết nhé. Thì tất cả lồi này em đã tuyển chọn cũng như là em test mọi chức năng hoạt động rất là tốt rồi. Bao chín cơm, bao xì hơi cho các bác. Thì bác nào thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Đó. Bác nào có thể là qua trực tiếp cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm các sản phẩm nhé. Zalo của em toàn bộ là Zalo mở. Các bác chỉ cần nhập số điện thoại và các bác tìm là sẽ ra Zalo của em và gọi trực tiếp nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.